nước thì sẵn đấy. Dạ. Từ nước nóng lạnh từ mưa đất từ mưa chỉ bắt ra một điều kiện mà người sẵn lắm đấy, chỉ đường dây thôi. Đây mình làm thêm một cái đi lên cầu thang đi lên được nữa nè. Bên nhà sát bên họ làm một cầu thang đi lên cái máy để đồ đạc hay là phòng thờ cũng được. Đúng rồi, nhanh hơn. Với lại quần chánh thì cái khu đó mình không có gì hết trơn. Nó chưa có phát triển lắm. Trồng cây nữa. Trồng dễ lắm, mấy này làm anh đó.